Trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phần thảo luận của các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư tỉnh ủy khóa 19 cùng một số nội dung quan trọng khác. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã điều hành phần tham luận tại hội trường. Các đại biểu tập trung tham luận các nội dung về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo, khởi nghiệp của tuổi trẻ Hưng Yên trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại hội nghe đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày phương án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trình bày phương án danh sách nhân sự do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 chuẩn bị, các đại biểu đã thảo luận tại tổ, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và công tác nhân sự đại hội. Sau phần thảo luận tổ, đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường và nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ báo cáo kết quả thảo luận của các tổ đại biểu trước đại hội. Đại hội đã bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa 19 với đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 18. Ngày mai 26 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ 3 và họp phiên bế mạc. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ truyền hình trực tiếp và tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.